Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta hãy đến với một bộ truyện ngắn của tác giả Bắp, câu chuyện được mang tựa đề Nghiệp Chướng Trả Về. Chúc quý vị khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách theo dõi kênh, ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo ngay khi chúng tôi phát hành bộ truyện mới. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng theo dõi chi tiết truyện. Nhật Ý là người duy nhất tỉnh táo trong bữa tiệc. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cô, cô phải lo lắng chu toàn cho mọi người. Chờ sắp xếp khách sạn cho mấy đồng việc quá chén xong xuôi, Nhật Ý mới thở phào đón xe về nhà. Khu dân cư sau 12 giờ khuya dường như không còn ồn ào nữa. Tiếng giày thể thao khe khẽ cũng tạo ra âm thanh khó chịu giữa đêm khuya. Nhật Ý thuê một căn hộ, một phòng ngủ, giá cả phải chăng. Tiền lương mỗi tháng của cô nếu chịu khó tích góp thêm 10 năm nữa có thể mua được nhà ở thành phố này. Mỗi ngày cô đều nhìn số dư ngân hàng để làm động lực phấn đấu. Cô tuy có gia đình nhưng không thể nào dựa vào trong họ. Cuộc đời này chỉ có thể tựa dựa vào bản thân để mà vươn lên. Lúc Nhật Ý tắm xong cũng vừa tròn 1 giờ sáng, cô ngồi trên ghế sấy tóc, sẵn tiện kiểm tra tin nhắn chúc mừng sinh nhật của bạn bè. Bất chợt thấy mẹ mình cũng có gửi tin nhắn. Mỗi lần bà Loan nhắn tin, không cần đọc nội dung, cô cũng biết vấn đề chỉ liên quan tới tiền bạc thôi. Từ lúc đi làm cho đến nay, không biết cô đã cung phụng cho người nhà biết bao nhiêu tiền. Nhưng dường như bao nhiêu đối với họ cũng không đủ. Gửi nhiều, họ có thể miễn cưỡng cười với cô một cái. Gửi ít, thế nào cũng nhận lại mấy lời nhức móc. Đôi khi Nhật Ý không biết mình có phải là con ruột trong gia đình ấy không. Nhưng ngoại hình cô giống mẹ như vậy, chắc chắn là con ruột rồi. Cứ ngỡ hôm nay là ngoại lệ, bà ấy sẽ nhắn tin chúc mừng mình. Nhưng không chát vừa mở lên, cô bỗng cười chua xót, bà ấy lại xin tiền. Nhật Ý tắt điện thoại, không muốn trả lời ngay. Tiền của cô là tiền mồ hôi nước mắt, cứ người này véo một ít, người kia véo một ít. Tích góp nhiều năm như vậy vẫn chẳng để dành được con số cô mong muốn. Hôm sau còn chưa tới 6 giờ sáng, chuông điện thoại đã reo ầm ĩ. Nhật Ý của Quảng bấm nút nghe, giọng bà Loan ngọt ngào vang lên. Ê, vẫn đang ngủ hả con? Nay chủ nhật có đi làm không? Nhật Ý vẫn còn ngái ngủ, nghĩ tới tin nhắn xin tiền đêm qua, uể oải mà trả lời. Nay con được nghỉ nên ngủ nướng, có gì không mẹ? Bà Loan nghe xong lại cười cười. À thì tối qua mẹ có nhắn tin cho con đấy. Dạo này trong nhà hơi kẹt, còn có tiền thì gửi cho mẹ một ít. Vợ chồng nhà con Tuyết dạo này nó khó khăn quá. Hôm qua nó mới hỏi mượn tiền mẹ mà mẹ không có. Tuyết là chị gái của Nhật Ý. Cô hít một hơi cố thấp giọng. Mẹ à, công việc của con dạo này khó khăn lắm. Công ty đang gắt gao giảm biên chế, không biết con có nằm trong số đó hay không. Giờ con cũng phải sống tiết kiệm lắm. Bà Loan nghe vậy thì biết cô không đồng ý. Bà trở mặt giọng gay gắt. Con với chả cái, tao nuôi mày ăn học từng đó năm, không tiếc cái gì. Giờ đổ lông đổ cánh, lại quên công ơn sinh dưỡng. Tao không cần biết mày có khó khăn hay thất nghiệp cái gì. Trong tuần này, làm gì thì làm, phải gửi tiền về cho đủ. Nói xong cắt máy ngay. Nhật Ý nhìn màn hình mà thở dài. Cô biết chuyện này chưa xong đâu. Từ giờ cho đến cuối tuần, mẹ và chị sẽ liên tục quấy nhiễu cho đến khi cô chịu gửi tiền về. Nhưng lần này cô đã quyết tâm không nhân nhượng với bọn họ nữa. Nếu đi làm phụng dưỡng cha mẹ, cô rất sẵn lòng. Nhưng hả cớ gì cô phải nuôi luôn cả gia đình chị gái. Bọn họ còn trẻ, có tay có chân, mắc mớ gì cứ phải bòn rút của cô. Ai rồi cũng có cuộc sống riêng, cô còn chưa lập gia đình. Những người đàn ông đến với cô nhìn thấy cảnh này đều ngán ngẩm mà rời đi. Ai mà đủ bao dung để đi làm nuôi luôn cả nhà vợ chứ. Hôm qua mọi người uống bia, bận nhạc lớn hát hò rất hăng. Cô cũng bị đồng nghiệp
ép phải nhảy nhót cùng mọi người. Chẳng biết đẩy qua đẩy lại làm sao, hiện tại cả người đau nhức. Nhật ý đi vào nhà vệ sinh, xem có bị bầm tím chỗ nào hay không. Bỗng dưng thấy phía sau vai mình xuất hiện một hình xăm hoa mai màu đỏ. Cô sợ khóc sợ cười. Đám nhóc nhân viên của cô đúng là lắm trò. Cô tưởng thấy tụi nó mua hình xăm xà về dán lên tay, chừng vài ngày sẽ phai hết. Chắc đứa nào tranh thủ hôm qua đông người nhặt nhéo sập sình nên dán lên người cô. Nhật ý làm sao ngờ cái hình xăm đó chính là tai họa kinh hoàng đối với cuộc đời mình. Buổi trưa Nhật ý có hẹn với nha sĩ. Trong lúc chờ đến lượt, cô đi vào trong nhà vệ sinh súc miệng lại một lần nữa cho sạch. Lỡ may rằng còn dính thức ăn thì xấu hổ lắm. Trong nhà vệ sinh đã có một cô gái đứng sẵn từ trước, dáng người lại nhỏ nhắn. Bồn vệ sinh rất nhỏ, cô gái đứng chắn trước bồn rửa mặt đến tận 5 phút, không quyết định nhường chỗ. Nhật ý lịch sự vỗ nhẹ vào vai cô ta bảo: "Em ơi, có thể để chị súc miệng một chút được không? Một phút thôi." Cô gái kia không trả lời. Lúc này Nhật ý đã lách người qua cánh cửa nhìn vào trong gương. Cô gái kia có gương mặt bình thường nhưng da dẻ tái xanh, đôi mắt trũng sâu, trên người mặc một chiếc váy caro trắng đen. Không gian bỗng nhiên ngột ngạt đến lạ thường. Thấy cô gái không có ý định nhường chỗ cho mình, Nhật ý đành rời khỏi buồng vệ sinh chật hẹp. Dạ dày quặn lên cảm giác khó tả. Từ phòng khám trở về, cô vẫn cảm thấy nôn nao. Ngày cuối tuần của những kẻ độc thân trôi qua chán ngắt. Buổi tối cô có hẹn với mấy người bạn ở quán cà phê. Trưởng thành rồi, môi trường giải trí ngày càng thu hẹp. Bạn bè mỗi lần gặp nhau chủ yếu nói về công việc, về gia đình. Nếu không có người khuấy động không khí thì các buổi gặp gỡ đều rất tẻ nhạt. Hai người bạn của Nhật ý đã có con, rồi nghe họ nói về cách chăm sóc con cái, cô thấy mình không chen được vào chỗ, đành phải kiếm cớ ra ngoài, hít một chút khí trời cho tỉnh táo. Quán cà phê này có sân thượng trồng rất nhiều hoa. Lúc Nhật ý đi lên cầu thang, đụng phải một chàng trai đang đi xuống, cô không kịp nhìn mặt đã liên tục xin lỗi. Khi ngẩng đầu lên nhìn nhau, cô nhác thấy người kia trông rất quen mắt. Hắn ta nhíu mày một lát, sau đó khẽ hỏi: "Chị Nhật ý." Nhật ý ngạc nhiên, người này biết cô sao? Hẹn gì cô thấy hắn ta trông rất quen mắt. Cô cười gượng gùng: "Ngại quá, anh biết tôi hả?" Người nọ cũng không giận khi bị quên mất, hắn điềm tĩnh mà giới thiệu: "Ngọc Khang, chị nhớ không?" Cái tên này rất lâu rồi Nhật ý không nghe thấy, nhưng chỉ cần nhắc lại, cô lập tức nhớ lại thằng bé gầy gò ngày xưa hay ngồi bên hàng rào chờ cô tan học. Cũng 9-10 năm rồi bọn họ chưa gặp lại nhau, khó trách cô đã quên mất. Nhưng thằng bé này giỏi thật, vẫn nhận ra cô. Dù quan hệ của hai người hồi nhỏ rất tốt, nhưng gần 10 năm không gặp lại, nam nữ bây giờ đều đã trưởng thành, đối diện với nhau có hơi lúng túng. Khang lại hỏi: "Chị đi với bạn à?" Nhật ý gật đầu. Khang lấy điện thoại ra: "Để lại số đi." Nhật ý như con rối máy móc làm theo lời của hắn. Cô nhập số điện thoại vào trong màn hình. Khang cẩn thận nháy máy qua, chờ điện thoại cô đổ chuông mới bấm tắt. "Bây giờ tôi có một chút việc nên về trước, gặp lại chị sau nha." Khang không nhanh không chậm chào tạm biệt rồi dạo bước đi, tự như hai người xa lạ. Nhật ý nhìn bóng hắn khuất sau ngã rẽ mà không hiện màn chào hỏi vừa rồi, có phải là cách thức hai người bạn cũ gặp lại nhau hay không? Sao nhìn có vẻ lạnh nhạt như vậy nhỉ? Rốt cuộc lạnh nhạt như vậy thì xin phương thức liên lạc của nhau làm gì? Thậm chí cô còn chưa nói được một câu nào ra hồn với hắn. Kết thúc ngày chủ nhật, Nhật ý lên giường ngủ sớm để sáng hôm sau đi làm. Bỗng nhiên cô nhận được một tin nhắn từ số lạ, nội dung chỉ có hai chữ: "Ngủ chưa?" Ban đầu Nhật ý còn không biết người nhắn là ai. Sau khi nhớ ra người tối nay mình đụng phải ở quán cà phê, cô tiện tay lưu tên người kia là Khang rồi mới trả lời gọn lọn: "Chuẩn bị." Ngay lập tức bên kia nhắn trả lời ngay: "Ngủ ngon." Nhật ý phỉ cười, cái thằng nhóc này vẫn kiểm lời như ngày xưa. Qua 5 phút, điện thoại lại sáng, người kia nhắn: "Tối mai cùng ăn cơm có được không?" Rốt cuộc cũng nói nhiều hơn hai chữ.
Ngày mai thứ hai đầu tuần, công việc chắc chắn sẽ rất nhiều. Nhật ý lập tức trả lời ngay. Mai tôi bận rồi. Sợ đối phương nghĩ mình từ chối người ta, cô tiếp tục gửi thêm một tin nhắn. Tối thứ ba, sau 7 giờ thì được. Không để cô chờ lâu, Khang nhắn lại ngay. Được, tối thứ ba gặp lại. Nhật ý nhớ lại vẻ bề ngoài của Khang hồi tối nay. Quần áo phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, dưới chân còn ma sẩy tay, tay đeo đồng hồ hàng hiệu. Có vẻ như cuộc sống hiện tại của hắn rất tốt, trái ngược với hình ảnh lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Khi ấy gia đình Nhật ý sống ở một thị trấn vùng núi. Bỗng một ngày sát vách nhà cô có một gia đình chuyển tới. Trong nhà họ có ba đứa trẻ con, trong đó có một đứa nhìn còn nhỏ hơn cả cô, tên là Khang. Hỏi ra mới biết đứa nhỏ là con riêng của người chồng. Trước đây nó ở với mẹ, sau mẹ nó bị tai nạn qua đời, cha nó mới đem về nuôi. Trên thế gian này có được bao nhiêu người phụ nữ có thể bao dung cho con riêng của chồng, vì thế nó bị đối xử rất tệ. Mà người cha áy náy vì phụ lòng vợ nên cũng mặc kệ vợ hành hạ con riêng của mình, miễn không đánh chết nó là được. Khi ấy Nhật ý còn nhỏ lắm, cô làm sao hiểu nỗi niềm của người lớn, chỉ thương hại cho Khang khi thấy nó thường xuyên bị bỏ đói. Có những đêm giá lạnh, thỏ nhỏ còn bị nhốt ở bên ngoài. Tính cách của Khang lầm lì nên dù chuyển đến nơi này nửa năm vẫn không kết bạn được với ai. Có một lần nó nằm liệt giường suốt một tháng trời không đứng dậy nổi. Phòng của nó vốn là một cái nhà kho chất đầy mấy thứ sơ sáy, có một cái cửa sổ nho nhỏ đối diện với cửa sổ phòng của Nhật ý. Lần nào ngồi học bài, cô cũng nhìn thấy Khang nằm dài trên cái chiếu sách, hai mắt nhắm nghiền. Cô thầm nghĩ có khi nào nó chết rồi không, bèn lén lút nhảy qua hàng rào trèo cửa sổ vào xem. Khang bị bệnh nhưng không được đưa đi bệnh viện, đồ ăn cũng chỉ có cháo loãng, mỗi bữa hắn cũng không húp nổi nửa chén. Nhật ý mặc dù không được cha mẹ quan tâm như anh chị của mình, nhưng đồ ăn trong nhà không thiếu. Cô trộm lấy một hộp sữa mang qua nhét vào tay của Khang. Đó là lần đầu hai người trực tiếp ở riêng với nhau. Thế nhưng Khang như một con thú hoang bị bỏ rơi, chưa từng được người ta đối xử tốt nên sẵn sàng sổ lông nhím với bất cứ ai. Nó nhất quyết không nhận hộp sữa của Nhật ý, đôi mắt nhìn cô đầy cảnh giác. Nhật ký vẫn nhớ rõ trên người của Khang chỗ nào cũng xanh xanh tím tím. Mỗi lần bà Quy cảm thấy bức bối trong người đều đem hắn ra mà trút giận. Bà Khang mới 7 tuổi thôi, làm gì có sức mà phản kháng. Nếu tổ dân phố không đến vận động, có lẽ ngay cả cơ hội đi học nó cũng không có. Vợ chồng bà Quy sợ người ta nói ra nói vào nên miễn cưỡng cho Khang đến lớp, nhưng cũng ngấm ngầm bàn nhau chỉ cho nó học hết cấp 2, sẽ cho đi học nghề rồi đuổi ra khỏi nhà. Mỗi ngày của Khang đều bắt đầu từ 5 giờ sáng. Nó phải cắm cơm, quét sân, lau nhà, rồi ngẩn ngơ chờ mọi người thức dậy. Mùa nóng cũng như mùa lạnh, nếu bị phát hiện dậy trễ, bà Quy lại có cớ mà đánh. Nhật ý ở sát vách thường xuyên nghe những câu cay độc. Tao tốn tiền nuôi cái loại ăn hại như mày, không phải để mày ngủ trương thây. Vô dụng, không khác gì con mẹ mày. Tao nuôi mày, chả thà tao nuôi chó còn hơn. Ít ra con chó còn biết giữ nhà, còn cái loại mày chỉ biết đớp thôi. Đúng là mẹ nào con nấy, nhìn cái bản mặt không ưa cho nổi. Sao mà mày không lao vào đội xe tải, chết mẹ mày đi chứ. Bà Loan mẹ Nhật ý là người cay độc, nhưng so với bà Quy vẫn còn thua xa. Ít ra bà Loan không chổ con cái đi chết. Cô miên man nhớ lại một chút ký ức rồi ngủ thiếp đi. Cả đêm cô sợ như mơ lại rất nhiều chuyện cũ. Nhật ý làm việc trong một công ty giao hàng. Giữa thời buổi công nghệ số bùng nổ, các công ty giao hàng ban đầu làm ăn rất khấm khá, nhưng càng ngày các dịch vụ giao hàng mọc lên như nấm. Khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn nên các công ty phải liên tục thay đổi chiến lược để không sụp đổ. Hôm nay Nhật ý xuống kho bàn công việc với đội ngũ vận hành. Cô có vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình vui vẻ dễ chịu, cho nên ai cũng quý. Thanh, trưởng phòng vận hành, là một người đàn ông ngoài 30, cao giáo điển trai, vừa nhìn thấy Nhật ý đã cười toét miệng. Ôi chào,
Hoa Khôi phòng công nghệ hôm nay có chuyện gì mà đến thăm anh em chúng tôi thế này? Hai phòng ban làm việc liên quan trực tiếp với nhau nên Nhật Ý không ít lần đã gặp Thanh. Cô rất quý người đàn ông hào sảng thân thiện này, bèn cười đùa với anh. Công việc mệt mỏi quá nên em trốn việc đi tìm mấy anh chơi đấy. Thanh vui vẻ đưa Nhật Ý vào trong phòng làm việc của mình. Hai người cùng nhau trao đổi với nhau những kế hoạch sắp tới. Đợi nhờ trường có rắc rối xảy ra, Thanh đi ra ngoài giải quyết. Nhật Ý nhân cơ hội đi tìm mấy bé nhân viên hỏi han một số tình hình. Lúc đi ngang qua một căn phòng trống, cô nhìn thấy bên trong có một cô gái mặc váy caro đen ngồi quay lưng lại với cửa. Nhật Ý đoán cô ấy chắc trốn việc ra đây nghịch điện thoại. Nhân viên ai chưa từng trốn việc cơ chứ, bọn họ không thuộc quyền quản lý của cô nên cô cũng lười quản. 20 phút sau, Thanh gọi điện báo Nhật Ý anh đã giải quyết xong rắc rối, gọi cô về bàn chuyện công việc tiếp. Nhật Ý thong thả quay lại phòng của Thanh. Khi đi ngang qua căn phòng trống kia, vẫn nhìn thấy cô gái kia ở đấy. Nhật Ý nhíu mày, không biết cô gái kia trốn việc hay có chuyện gì mà lại ngồi ở đây lâu như vậy. Có khi nào bị bệnh nên cần chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Không nén được tò mò, cô vừa đi vào vừa hỏi. Bạn gì ơi, sao lại ngồi đây một mình vậy? Căn phòng nhỏ nên chỉ đi vài bước chân, Nhật Ý đã đứng trước mặt cô gái kia. Nhưng khi vừa nhìn thấy mặt người nọ, cô bất giác kinh ngạc lùi về sau mấy bước. Cảm giác cơn đau dạ dày lại tiếp tục trỗi dậy. Người này giống y chang người hôm qua cô gặp trong nhà vệ sinh ở phòng khám nha khoa. Vẫn nước da tái nhợt, đôi mắt trũng sâu. Nhật Ý lại lắp bắp. Hôm qua chỉ có gặp em ở nha khoa viên, em có nhớ không? Người kia không trả lời. Nhật Ý vừa ngượng vừa căng thẳng, cười cười. À, sắc mặt em không được tốt cho lắm. Nếu mà không khỏe, cứ báo với anh Thanh một tiếng. Anh ấy dễ lắm, cho nghỉ liền hả? Nói xong cô chào qua loa, bước nhanh ra khỏi căn phòng ấy. Chẳng hiểu vì sao mồ hôi lấm tấm trên trán. Thấy cô bước vào, Thanh cười áy náy. Chà, xin lỗi em nhé, tự nhiên có việc đột xuất bắt em phải chờ lâu. Nhật Ý từ trước đến nay ít khi bắt bẻ người khác. Cô thấy chuyện này không có gì phải xin lỗi. Hình ảnh cô gái kia vẫn còn in sâu trong tâm trí. Vì thế cô liền hỏi ngay. Anh này, em thấy một bé nhân viên của anh hình như không ổn cho lắm. Bị bệnh hay sao mà mặt mày xám ngoét đấy? Thanh lại ngạc nhiên. Ủa, đứa nào chứ? Sáng giờ anh có nghe đứa nào báo bị bệnh đâu. Nhật Ý liền diễn tả. Cái cô bé tóc ngang lưng, mặc váy caro á. Thanh lại phì cười. Em thấy phòng vận hành tụi anh có ai mặc váy không? Anh năn nỉ tụi nó mặc váy, tụi nó còn bắt anh tăng lương. Anh ngu gì mà thỏa hiệp, cho tụi nó mặc quần cả đời luôn. Nhật Ý sững người. Một tháng cô chạy lên chạy xuống chỗ này 3-4 lần, đúng là chưa bao giờ thấy nhân viên nữ ở đây mặc váy. Có lẽ do tính chất công việc mà nhân viên nữ ở đây không thích trưng diện. Vậy cô gái kia là ai? Hay là người nhà ai đó đến thăm, ngồi trong căn phòng đó để chờ? Buổi tối lúc Nhật Ý đang ngủ, đột nhiên cảm giác có ai đó kéo chăn của mình. Cô có thói quen bật nhiệt độ thấp khi đi ngủ, nên khi chăn vừa rơi ra thì lạnh cóng. Mắt nhắm mắt mở nhặt chăn lên mà đắp lại. Nhưng bàn tay cô không chạm vào cái chăn, mà lại chạm vào một bàn tay lạnh lẽo, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Nhật Ý giật mình tỉnh cả ngủ. Cô vội vàng bật đèn lên. Cái chăn nằm ngổn ngang dưới đất. Trong phòng không có bất cứ một thứ gì kỳ lạ. Có điều cảm giác lạnh lẽo trong lòng bàn tay cô vẫn còn y nguyên. Tựa như ban nãy cô thở sở đã nắm lấy bàn tay của ai đó. Cô không phải người yếu bóng vía, nhưng cảm giác này quá là chân thật, khiến cho cô không dám tắt đèn. Nằm lăn qua lăn lại một lúc, đột nhiên Nhật Ý nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Cô nhổm người dậy, cảm thấy rất kỳ lạ. Trước giờ cô ít giao du với hàng xóm, hơn nữa bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, ai lại bất lịch sự đến mức gõ cửa nhà người khác vào giữa đêm. Nhật Ý nín thở nghe ngóng, không thấy âm thanh kia nữa mới nằm xuống.
cô đoán chắc mình nghe nhầm mà thôi. Nhưng vừa nằm xuống, tiếng lộc cộc lại tiếp tục vang lên. Âm thanh vang vọng rất có nhịp điệu, không hối thúc, không chậm rãi. Nhật ý đi ra ngoài, nhìn qua mắt mèo, thấy bên ngoài rõ ràng không có ai. Tiếng gõ cửa cũng đã dừng lại từ lúc nào. Cô thấy hơn dần dần bèn vào trong phòng ngủ, chui vào trong chăn. Khi cô đang thiêu thiêu chuẩn bị tiến vào trong giấc mộng đẹp, lại bị tiếng gõ cửa quấy nhiễu. Lần này Nhật ý đoán, nếu như mình không giải quyết, đêm nay sẽ không ngủ ngon. Có thể là bọn trẻ con nhà hàng xóm bày trò, bởi vì bữa nay đang mùa được nghỉ hè, tuổi trẻ con thức rất khuya, không phải đi ngủ sớm để đi học, đi làm như cô. Nhật ý nhớ lại hồi nhỏ, ở quê mình cũng như vậy. Bọn con nít mà muốn trêu ai là phải bày trò một tuần 10 ngày mới thấy chán. Người ta càng chửi, chúng nó càng khoái. Ý tặc lưỡi nghĩ thầm, đúng là gieo nhân nào gặt quả đấy. Ngày xưa mình trêu chọc người ta, giờ gặp quả báo. Cô cầm một cây gậy đặt ở góc nhà, đi đến bên cánh cửa, thầm nghĩ dọa cho bọn trẻ con một trận là được rồi, chứ không dám ra tay đánh người. Chờ tiếng gõ cửa vừa vang lên, Ý tung mảnh cửa sang ngoài. Kỳ lạ thay, không có một ai ở bên ngoài hành lang. Nếu không có ai đùa nghịch, tại sao tiếng gõ cửa nghe giống thật đến như vậy? Nhận Ý hơi sủng mình, cô lắc lắc cái đầu quay vào trong nhà. Bỗng nhiên dư quang mắt, cô liếc thấy một thứ gì đó ở phía cuối hành lang. Theo quán tính, Ý đưa mắt nhìn về phía đó. Cô thoáng giật mình khi thấy đứng ở sâu trong bóng tối có bóng dáng một người đang đứng. Đêm hôm khuya khoắt, người kia ẩn mình trong bóng tối như âm hồn bất tán. Ý thật sự sợ hãi, cô vội vàng đóng sập lại cánh cửa. Từ đó cho tới sáng, không dám ló đầu ra khỏi nhà. Cả một đêm cô cứ chập chờn ngủ không hề ngon giấc. Hôm nay là thứ ba, vốn dĩ có hẹn với Khang ăn cơm tối, nhưng Nhật Ý lại quên mất. Đến 6 giờ tối cô nhận được tin nhắn. Chị Tròn ở nhà hàng chưa? Cô sợ nhớ ra mình có hẹn, bèn cuống quýt hỏi đồng nghiệp nhà hàng nào yên tĩnh. Cô đoán tính cách của Khang có lẽ vẫn trầm tĩnh như ngày xưa, hắn sẽ không thích mấy nơi náo nhiệt đâu. Chọn được nhà hàng rồi, Nhật Ý lập tức gửi địa chỉ qua cho Khang. Khi cô xong công việc chạy đến nơi đã gần 8 giờ, là ngày trong tuần nên chỗ này khá là vắng vẻ, rất hợp ý với cô. Khang không biết đã có mặt từ bao giờ, Nhật Ý chỉ biết ngượng ngùng nói một lời xin lỗi. Khang không tỏ ra thái độ gì cả, cả hai gọi món, lặng lẽ ăn, lặng lẽ nói vài chuyện không đâu vào đâu. 12 năm không gặp, bọn họ không thể tìm lại cảm giác thân thiết như ngày xưa. Chờ tới khi dùng bữa xong, Nhật Ý cho rằng đã tới lúc đứng lên tạm biệt nhau. Khang trở lên tiếng hỏi một vấn đề không liên quan. Chị Ý, chị có tin vào tâm linh không? Nhật Ý khá ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột. Cô gượng cười rồi trả lời. Sao cô lại hỏi như vậy? Chị thử trả lời tôi xem, chị có tin vào tâm linh hay không? Nhật Ý nhíu mày, cô suy nghĩ một lúc rồi bảo. Thật ra, tôi thì tôi không tin, nhưng cũng không bài xích, báng bổ. Có lẽ vì tôi chưa gặp, nên tôi không biết vấn đề đó có thật hay không. Nhưng mà tôi không bài trừ tâm linh đâu, vì tôi nghĩ phải có lý do gì đó, thì điều này mới tồn tại hàng ngàn năm. Nhìn thấy Nhật Ý không bài xích chuyện này, Khang mới thở phào ra một hơi, sau đó mới tự tốn. Nếu tôi nói chị đang gặp vấn đề về tâm linh, chị có tin hay không? Nhật Ý giật mình, sau đó lại cười. Cái gì vậy trời, tôi gặp vấn đề tâm linh, sao tôi lại không biết? Khang cũng không cố thuyết phục cô tin mình làm gì. Hắn gõ gõ tay lên mặt bàn rồi bảo. Ngay lần đầu gặp chị, tôi đã thấy chị bị tà vật quấn thân, nhưng vẫn ở cấp độ nhẹ lắm. Nếu lần đó tôi mà nói ra, có lẽ chị sẽ không tin, còn nghĩ tôi lừa đảo. Nhưng mà lần này tôi thấy luồng âm khí quanh người chị nồng đậm hơn cả lần trước. Tôi sợ nếu để lâu sẽ không tốt đâu. Nhật Ý tất nhiên không hiểu Khang nói cái gì nữa. Cô nghĩ thầm ở trong đầu,
Thời gian đúng là khiến con người ta thay đổi. Cô không hiểu Ngọc Khang hiện tại làm nghề gì, lúc này mới lên tiếng. Này, đừng nói với tôi cậu là thầy Pháp nha. Khang không phủ nhận trả lời. Tôi từng học Pháp một thời gian, không giỏi, nhưng cũng đủ để giải quyết một số vấn đề. Tôi biết nói ra thì chị sẽ không tin, nên tôi không muốn nói xiều. Chị chỉ cần lưu ý, nếu gặp những chuyện khó giải thích, cứ gọi cho tôi. Nhật Ý là người hiểu chuyện, cô cũng không tỏ ra thái độ quá khích làm gì, chỉ lịch sự gật đầu đồng ý. Nhưng cô thầm nghĩ ở trong lòng, không biết Ngọc Khang có phải là kẻ buôn thần bán thánh không đây. Kết thúc buổi hẹn, Ngọc Khang đưa Nhật Ý về, cô không từ chối. Dù sao ban nãy tan làm, cô đi taxi đến nhà hàng này, chứ không tự chạy xe máy. Tạm biệt Ngọc Khang xong, lúc đứng từ dưới đường nhìn lên căn hộ của mình thuê, Nhật Ý đột nhiên nhìn thấy dường như đứng lấp ló sau tấm rèm có bóng sáng của ai đó. Cô giật mình rồi mắt nhìn cho kỹ, đúng là hình như có ai đó trong nhà cô thật. Nhật Ý lập tức báo với bảo vệ, hai anh bảo vệ lập tức cầm theo bình xịt hơi cay đi lên phòng của cô. Bọn họ kiểm tra cẩn thận từ trong ra ngoài nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Chắc là em nhìn nhầm ấy, cảm ơn hai anh nha. Nhật Ý ngại ngùng nói lắp bắp. Hai anh bảo vệ tốt bụng dặn dò cô nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận rồi rời đi. Nhật Ý cau mày cho là mình trông gà hóa quốc hay là nhìn màn hình máy tính quá nhiều nên đã bị cận. Tới gần sáng, Nhật Ý một lần nữa lại bị kéo chăn. Cô ngái ngồi đưa tay kéo lại, bất chợt lại chạm vào bàn tay lạnh lẽo kia. Nếu hôm qua khi cô bật đèn lên không thấy có gì bất thường, hôm nay khi đèn vừa sáng, cô nhìn thấy dường như có cái bóng đen vừa vụt biến mất trong phòng của mình. Toàn thân cô như có luồng điện chạy qua, da đầu bỗng tê dại. Ngọn đèn bàn dường như không đủ ấm áp, cô chạy đến bên cửa bật sáng toàn bộ trong căn phòng, trong lòng không ngừng hồi tưởng đến cái bóng kia và cái nắm tay lạnh lẽo ấy. Không gian trong căn phòng quá mức ngột ngạt, Nhật Ý kéo rèm cửa ra để bản thân không gò bó trong bốn bức tường. Một đêm này của Nhật Ý vẫn không thuận lợi trôi qua cho lắm. Cô thấy hình như gần đây do mình lao lực quá nhiều, nảy sinh ảo giác mất rồi. Hôm sau chị gái Ý nhắn tin tới, cũng không có gì ngoài việc kể lể dạo này kinh tế khó khăn ra sao, chị ta muốn hùn vốn kinh doanh làm ăn với bạn mà không đào đâu ra tiền. Những dòng tin nhắn rất mùi mẫn, ai không biết đọc vào có thể rưng rưng nước mắt mà xót thương. Nhưng Nhật Ý không lạ với bài này, cô chẳng có một chút xúc động, chỉ đọc tin nhắn chứ không trả lời. Y nhờ cô dự đoán, tới tối mẹ cô đã gọi điện, không hài lòng mà chỉ chiết. Sao mày đọc tin nhắn của chị mày mà không trả lời? Nhật Ý sớm đã quen với chuyện này, cô bình tĩnh. Còn nhiều việc quá nên con quên mất. Bà Loan không hài lòng lại mắng. Bận đến mức không có nổi 5 phút để trả lời chị mày. Hay là mày không muốn cho nó mượn tiền thì nói đại một câu. Nhật Ý đáp ngay. Đúng vậy, con không muốn cho mượn nữa. Con đi làm tích góp từng đồng, vất vả đến mức 12 giờ đêm sếp gọi cũng phải bật dậy mà làm việc. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, làm được bao nhiêu đều gửi về nhà bấy nhiêu. Tưởng mẹ với chị làm gì cơ, hóa ra nướng vào trong mấy trò đỏ đen. Con không thể nào nuông chiều hai người được thêm nữa. Bà Loan nghe con gái chỉ trích, bật tức mà cao giọng. Mày thì giỏi rồi, mới cho cha mẹ được vài đồng đã bày đặt lên mặt. Tao nói thật cho mày biết, con Tuyết nó đang nợ người ta 200 triệu, người ta đang hăm dọa chặt tay nó. Nó là chị ruột của mày đấy, làm gì thì làm, trong tuần này phải lo đủ tiền cho người ta. Nhật Ý nghe xong giật mình. 200 triệu? Chị ấy bị điên rồi sao? Con đi làm mỗi tháng được có 20 triệu thôi, trừ đi chi phí ăn ở chỉ còn lại có 10 triệu. Con phải làm bao lâu mới được 200 triệu chứ? Bà Loan giả vờ ngọt ngào. Ê, hay là con đi vay ngân hàng đi. Mẹ nghe nói chỉ cần có hợp đồng lao động vay dễ lắm. Tổ ngân hàng nói lương 20 triệu chắc chắn là vay được 200 triệu đấy. Con cũng không thể nào mà kể con Tuyết
bị người ta chặt tay phải không? Nhật Đế nuốt một cơn tức giận, dứt khoát mà bảo: Hỏa do chị Tuyết tự gây ra, chị phải tự đi mà chịu trách nhiệm. Không có tiền thì tự vay mà trả, không thể bán nhà đi mà giải quyết. Chị ấy ít ra còn có nhà cửa, có tài sản, còn đây có cái gì chứ? Vay cho chị xong, con phải còng lưng trả ngân hàng bao nhiêu năm mới hết. Lỡ mai giữa chừng con bị thất nghiệp thì sao? Bà Loan lại ngọt nhạt: Con không cần phải lo, chỉ cần con đứng ra vay, mỗi tháng con Tuyết sẽ đưa cho con tiền để con trả ngân hàng. Con không cần phải bỏ ra đồng nào đâu. 6-7 năm nay, tiền Nhật Ý gửi về cho mẹ, cho chị gái mượn, chưa một lần lấy lại. Những gì họ làm với cô đã khiến cho cô chẳng còn tin tưởng nữa rồi. Cô không giải xong, đáp gọn lọn: Con sẽ không gửi thêm một đồng nào về nhà nữa đâu. Bà Loan quay về với bản chất thật, lớn tiếng mà mắng: Cái đồ vong ơn bội nghĩa nhà mày, mày bình an mà lớn lên được như bây giờ là nhờ có chị mày đấy. Vậy mà bây giờ có mấy đồng bạc lẻ, mày cũng tính toán với nó, mày có còn là con người nữa không? Nhật Ý phiền não: Con đang bận chút việc, nói chuyện với mẹ sau. Rồi cô cúp máy. Bà Loan lại gửi cho cô mấy tin nhắn mắng nhiếc. Nhật Ý vắt tay lên trán thở dài: Chỉ vì mẹ và chị, suốt ngày lấy lý do ngày xưa chị cô từng cứu cô một lần khỏi chết đuối mà hết lần này đến lần khác bắt cô làm theo ý của họ. Nhưng những gì cô trả cho họ vẫn chưa đủ hay sao? Cô mang theo sự ấm ức chìm vào trong giấc ngủ. Máy lạnh hôm nay hình như bị hỏng thì phải, lạnh muốn đông đá luôn. Nhật Ý mơ mơ màng màng tăng lên 30 độ nhưng vẫn không thể ảo ấm hơn một chút. Cuối cùng cô đành phải tắt đi máy lạnh. Thế nhưng không khí vẫn rét lạnh như cũ. Cô không chịu nổi cái rét này, lăn qua lăn lại vài phút thì tỉnh hẳn. Chiếc máy lạnh chắc là bị hỏng thật rồi. Cô buồn bực ôm chăn ra phòng khách. Nửa đêm một cơn gió lạnh thổi đến khiến cho cô ôm người run lên cầm cập. Cô không hiểu tại sao trong nhà cửa đóng kín mít lại có gió như thế này. Cô ngồi ngộm dậy kiểm tra cửa chính lẫn cửa sổ. Kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ. Mọi cửa nẻo trong nhà đúng là đều đã được đóng chặt. Chuyện quái kỳ gì đang diễn ra đây? Đúng lúc đó một cơn gió thổi mạnh qua người Nhật Ý khiến cô hoảng hốt. Thật sự là quá quỷ dị. Nhật Ý tông cửa chạy ra ngoài. Lúc này cô cần gặp ai đó để bình tĩnh lại. Phía cuối hành lang có bóng dáng một người đang đứng. Nhật Ý mừng rỡ, nghĩ là người chung tầng với mình, giờ này chưa ngủ nên chạy đến cốt để trò chuyện vài câu, giảm bớt sự sợ hãi. Nhưng khi còn mấy bước nữa là tới gần, Nhật Ý ngờ ngờ khi người kia mặc một cái váy caro trắng đen. Cô có cảm giác rất quen. Tới khi đứng trước mặt người kia, Nhật Ý mới kinh ngạc mà lắp bắp: Cô Đây là cô gái cô gặp trong bệnh viện nha khoa và ở trong phòng vận hành. Cô gái này là ai chứ? Tại sao mỗi lần Nhật Ý bắt gặp cô ta đều trong trạng thái mắt mũi đờ đẫn mà duy nhất một chiếc váy caro? Hơn nữa cô sống ở tầng này mấy năm nay chưa từng thấy qua cô gái này. Nhật Ý nuốt nước miếng mà hỏi: Cô là người quen của nhà nào ở đây? Nhật Ý chỉ muốn xác định danh tính của cô gái kia nhưng cô ta không trả lời. Đôi mắt đờ đẫn của cô ta từ từ trở nên bén nhọn, chỉ có cái nhìn đầy sắc bén về phía của Nhật Ý. Ý sợ hãi lùi lại vài bước, trong lòng không hiểu mình có làm gì xúc phạm đến cô gái này hay không mà cô ta nhìn mình đầy hung dữ như vậy. Có khi nào người này bị bệnh thần kinh? Về ba lần gặp nhau, Nhật Ý đều thấy cô ta không bình thường. Cô không dám nói nhiều nữa, lật đật quay trở lại phòng. Nhiệt độ trong phòng lúc này đã ấm hơn. Cô đi vào trong phòng ngủ. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô cảm thấy không hiểu mọi chuyện đầu đuôi như thế nào. Cửa phòng ngủ vừa động mở ra, đập vào trong mắt của Nhật Ý là hình ảnh cô gái mặc váy caro trắng đen ban nãy. Cô ta dương đôi mắt u ám lên mà nhìn Ý. Ý thất kinh hét lên một tiếng. Cô gái ban nãy còn đứng ở cuối hành lang, tại sao bây giờ lại có mặt trong phòng ngủ của cô thế này? Cô ta đã vào trong nhà bằng cách nào? Nhật Ý kinh hãi lao ra khỏi phòng.
Nhưng dù có cố gắng cỡ nào, cánh cửa kia vẫn không hề xê dịch. Vô lý, rõ ràng cô đã mở khóa, tại sao không tài nào đẩy được cánh cửa ra? Một làn hơi lạnh phả vào trong váy của cô, từ từ quay đầu lại. Gương mặt cô gái váy caso kia đã dí sát vào cô từ lúc nào. Nhật ý hoảng loạn, cô càng đập cửa mạnh hơn, hy vọng có người hàng xóm nào phát hiện ra chạy qua cứu hộ. Nhưng dù có đập cửa, có kêu gào lớn đến đâu cũng không một ai phát hiện. Nhật ý cảm nhận được hai bàn tay đang từ từ luồn vào trong da đầu của mình, những đầu móng tay cắm xuống da đầu của cô. Nhật ý quá sợ hãi, chỉ hét lên một tiếng rồi cuối cùng lăn ra bất tỉnh. Không biết cô nằm dưới nền nhà lạnh lẽo mất bao lâu. Khi mở mắt ra, ánh nắng đã hắt qua cửa kính, làm sáng bừng cả ngôi nhà. Nhật ý ngồi dậy, suốt đêm chỉ nằm một tư thế khiến khớp cổ của cô đau nhói. Cô xoa xoa cổ, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra đêm qua. Nhớ tới đâu, cả người cô rủng mình lên tới đó. Cô cố thừa nghĩ đó là một giấc mơ, một cơn ác mộng, nhưng không thể. Vì cô nằm trước cửa đã minh chứng sự kiện đêm qua là có thật. Nhật ý thử tơ tay lên kéo cửa, phát hiện ra nó đóng mở dễ dàng như bình thường. Nằm dưới nền gạch lạnh cả đêm, ý thấy nóng ở trong người, dường như cô bị cảm lạnh rồi, bèn lê thân hình mệt mỏi vào trong phòng ngủ. Khi đẩy cửa ra, cô vô cùng hồi hộp, bởi vì sợ bản thân sẽ nhìn thấy thứ gì trong đó. May mắn vẫn là căn phòng ngủ gọn gàng, đồ đạc ngăn nắp, không hề bị xê dịch. Nhật ý lấy một viên thuốc hạ sốt uống xong. Bởi vì một mình nên mấy loại thuốc hạ sốt chỉ cảm cúm lúc nào cũng được cô chuẩn bị sẵn. Uống thuốc xong, cô gửi email xin phép cho bộ phận nhân sự, sau đó nhắn tin báo cho sếp biết tình hình sức khỏe, rồi mới yên tâm lên giường đắp chăn. Có lẽ hiệu quả của thuốc rất tốt nên Nhật ý nằm mơ màng 2 tiếng đồng hồ, thấy nhiệt độ trên trán giảm đi đáng kể. Lúc này đầu óc cô mới hoàn toàn tỉnh táo để suy nghĩ về toàn bộ mọi việc. Cô nhớ tới Ngọc Khang, nhớ tới lời hắn nói rằng cô đang vướng vào chuyện tâm linh. Lúc đó cô còn cười, bây giờ nghĩ lại, có thể hắn đã đúng. Cô vội vàng cầm điện thoại gọi điện cho Khang, phải đến cuộc thứ 3 hắn mới bắt máy. Alo, có chuyện gì vậy chị? Nhật ý nói ngay. Cậu Khang, tôi có việc muốn nói, cậu có thời gian không? Nghe thấy giọng điệu gấp gáp của Nhật ý, Khang biết chắc câu chuyện chẳng lành. Hắn tìm một chỗ yên tĩnh rồi mới trả lời. Được rồi, chị nói đi. Nhật ý im lặng vài giây, sắp xếp mọi thứ trong đầu lại cho ngăn nắp, rồi mới chậm rãi. Đúng là tôi đang gặp mấy chuyện kỳ quái. Rồi cô bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện. Cô kể luôn cả những lần mình gặp cô gái mặc váy caro trắng đen từ trong bệnh viện nha khoa cho đến tối qua. Sau khi Khang nghe xong, hắn lại hỏi, hiện tại chị đang ở đâu? Tôi đang ở nhà, hôm nay tôi xin phép nghỉ, có cần tôi ra ngoài gặp cậu hay không? Khang lại trầm giọng, chị cứ ở nhà đi, tôi sẽ tới liền, tôi phải xem xét trong ngoài nhà chị một phòng. Nhật ý không có lý do gì để từ chối. Địa chỉ Khang đã biết vì đã đưa cô về nhà rồi, cô chỉ cần nói số tầng, số phòng mình ở cho hắn. Xong xuôi, Nhật ý đi vào trong phòng tắm đánh răng sửa mặt, thay một bộ quần áo thoải mái nhưng không kém phần lịch sự để đón khách. Lúc thay đồ, cô nhìn vào trong gương, cái hình xăm hoa mai đỏ trên vai cô đã qua mấy ngày chưa có dấu hiệu phai đi. Cô vớ nước lên ra sức mở kề cọ, nhưng càng kề chỉ càng làm cho da đỏ lên, hoàn toàn không tẩy được cái hình xăm. Nhật ý nhíu mày, nếu hình xăm là giả, chắc chắn mấy hôm nay phải phai đi ít nhiều. Còn nếu hình xăm là thật, vớ vẩn, cô đâu có xăm mình. Có lẽ ngày mai đi làm, cô phải hỏi thử phòng mình xem có đứa nào nghịch ngợm vậy, sẵn xin cách để tẩy nó đi. Một tiếng đồng hồ sau, Ngọc Hàm bấm chuông cửa nhà của Nhật ý. Cô mở rộng cửa ra cho hắn vào. Ngọc Hàm nhìn quanh, căn hộ một phòng ngủ này chỉ rộng chưa tới 40 m², bố cục gồm có một phòng ngủ, một nhà tắm, một căn bếp, một cái sảnh để sofa tiếp khách. Diện tích tuy không lớn nhưng đã sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ, cho thấy chủ nhân nó là một người kỹ tính cẩn thận.
Có lẽ sống hệt tính cách khi còn nhỏ của cô. Ngọc Khang đi một vòng từ trong ra ngoài, không chừa bất cứ ngóc ngách nào. Con mắt bình thường của Nhật Ý không nhìn ra bất cứ thứ gì, nhưng Khang là người học đạo, có một chút pháp thuật. Hắn nhìn thấy trong căn phòng này bị bao phủ bởi những sợi khói đen. Âm khí trong căn phòng rất dày đặc, chủ nhân căn phòng này đang bị một lời nguyền khủng khiếp ám lên trên người. Sau khi đã xem xét xong, hắn bước lại sofa ngồi đối diện với Nhật Ý. Cô lo lắng mà hỏi: Sao rồi? Cậu có phát hiện ra điều gì bất thường không? Ngọc Khang không trả lời, hỏi ngược lại: Gần đây chị có gây thù chuốc oán với ai không? Câu hỏi này hết sức kỳ lạ. Đương nhiên Nhật Ý chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Cô lắc đầu. Ngọc Khang nhíu mày: Chị nghĩ kỹ lại đi. Có kẻ đã hạ ấn chú lên người của chị. Tôi nhận ra khí tức này. Đây là khí tức của lệ quỷ. Lệ quỷ này phải là người rất căm ghét chị mới có thể hạ chú lên. Bởi vì cái giá phải trả cho việc này rất lớn. Không những tiền tài bị mất đi, mà phước đức cũng hao tổn đáng kể đấy. Nhật Ý nghe xong giật mình: Hạ ấn chú lên người tôi sao? Ai lại đi làm cái chuyện thất đức đó? Ngọc Khang làm sao mà biết được ai làm việc kia? Hắn duỗi chân ra rồi bảo: Chị cứ cẩn thận mà suy nghĩ đi. Nhật Ý từ từ chậm rãi liệt kê những người mình quen biết. Sau một hồi sàng lọc kỹ càng, cô lại bảo: Tôi từng có mâu thuẫn với hai người. Người đầu tiên là chị Viên, một nhân viên trong công ty tôi. Chị ấy và tôi làm chung phòng. Chị ấy hơn tôi 2 tuổi, vào công ty này cùng lần với tôi. Năng lực của chị ấy khá tốt, nhưng hồi đầu năm, phó phòng của tôi được thăng chức lên trưởng phòng. Tôi và chị Viên đều được đề cử vào vị trí phó phòng. Nhưng trong cuộc bỏ chọn ấy, số phiếu bỏ chọn của tôi nhỉnh hơn chị Viên 2 phiếu. Thế nên tôi được ngồi vào trong cái ghế ấy. Điều này khiến cho chị Viên không vui. Chị đi nói với người khác tôi được ưu ái là do tôi dùng nhan sắc đi mồi chài mấy anh đàn ông trong phòng để họ bỏ phiếu cho tôi. Việc này đã ảnh hưởng tới danh dự của tôi, nên tôi đã gọi cho chị ấy ra quán cà phê nói chuyện phải trái, giải quyết hiểu lầm. Sau lần nói chuyện đó, chị Viên không còn đi nói lung tung nữa. Nhưng tôi không biết chị có còn ghét tôi vì tôi trở thành phó phòng, còn chị vẫn là nhân viên bình thường hay không. Ngọc Khang lại nói: Chị nghĩ chị Viên kia còn ghét chị không? Nhật Ý lắc đầu: Tôi không biết. Vì sao hôm đó chị Viên đối xử với tôi vẫn bình thường, vẫn cười nói như không có gì xảy ra. Tuần trước là sinh nhật tôi, chính chị Viên tặng cho tôi một cái váy 2 dây rất đẹp để mặc trong bữa tiệc. Chiếc váy này là hàng hiệu đấy, có lẽ phải mất tới 10 ngày lương của chị ấy. Tôi nghĩ nếu chị ấy ghét tôi, chắc hẳn chị ấy sẽ không chi ra một khoản tiền lớn như vậy để mua quà cho tôi đâu. Vậy người thứ hai có mâu thuẫn với chị là ai? Nhật Ý nghe xong bình tĩnh mà đáp: Đó là giám đốc bộ phận kinh doanh ở công ty của tôi. Lão ta năm nay 40 tuổi rồi, đã có vợ con, nhưng bản tính trăng hoa, đã mấy lần bóng gió gả gẫm nhưng tôi đều từ chối. Có một lần công ty liên hoan ở nhà hàng nọ, tôi cảm thấy bầu không khí ngột ngạt nên ra ngoài hóng gió. Lão lén bám theo tôi, sau đó giả vờ mượn rượu muốn sàm sỡ, kết quả bị tôi tát cho một phát. Tuy mọi người trong công ty không biết, nhưng có phải nhân viên nhà hàng chứng kiến, tôi nghĩ lão ta thấy xấu hổ với bọn họ. Sau đó lão ta liên tục nói xấu tôi với sếp, nhưng mà sếp tôi là người công minh chính trực nên không thèm để ý. Thấy phá tôi mái mà không thành nên sau này lão không quan tâm đến tôi nữa. Nhưng mà tôi không biết người nhỏ nhen như lão có kim thủ hay không. Ngọc Khang nghe như vậy, hai hàng chân mày nhíu chặt với nhau, có một chút hơi tức giận. Đàn ông kiểu gì vậy chứ? Loại người cấy xối nhân viên nữ như vậy, công ty còn giữ lại làm gì? Nhật Ý cười khổ: Nghe nói lão ta là người nhà của tổng giám đốc, ai mà dám sa thải lão ta chứ. Nhưng mà công tâm mà nói, lão chính là người tài đấy. Bộ phận kinh doanh tháng nào cũng đem doanh thu cao là nhờ có lão, nên khó lòng mà đuổi, trừ khi lão phạm tội lớn. Ngọc Khang không tỏ thái độ nữa. Điều hắn quan tâm là kẻ nào đã hạ ấn chú lên người của Nhật Ý. Hắn lại hỏi: Ngoài hai người đó ra, chị xác thực
là không có xích mích với ai nữa chứ? Nhật ý gật đầu. Ừ, chỉ có hai người đó thôi. Người ở quê thì gần 10 năm rồi, tôi lên thành phố đi học đi làm, không qua lại nhiều. Bạn bè đại học ra trường mỗi đứa một nơi, cũng ít gặp gỡ, không can thiệp vào đời sống của nhau, nên chẳng có mâu thuẫn. Chỉ có người trong công ty chạm mặt mỗi ngày mới có chuyện để nói thôi. Ngọc Khang ngẫm nghĩ rồi bảo, được rồi, vậy tạm thời khoanh vùng hai người đó đi. Một là chị Viên, hai là lão giám đốc kinh doanh. Bây giờ phải tìm ra người hãm hại chị, lấy máu của người đó mới có thể giải ấn chú. Tạm thời để cho an toàn, tôi sẽ đưa cho chị một lá bùa. Chị nhớ phải đeo nó bất cứ lúc nào, kể cả đi tắm. Nói xong, Ngọc Khang lấy trong túi ra một cái hộp đưa cho Nhật Ý. Nhật Ý mở ra, đó là một cái bùa được thêu bằng chỉ vàng trên nền vải đỏ. Trên đó ngoằn nghèo những ký tự kỳ lạ, cô không sao hiểu nổi. Tuy nhiên đã gọi cho người ta thì phải tin người ta chứ. Thế nên cô ngoan ngoãn đeo vào trong cổ. Xong cô mới hỏi, nếu ấn chú mà không được giải thì sao? Ngọc Khang lại bảo, thì chị sẽ chết chứ sao. Lệ quỷ này không thể ngay lập tức giết người được, nó sẽ khiến cho tinh thần chị lo lắng, hoảng sợ cho đến khi chị kiệt sức, rồi sau đó chị sẽ nảy sinh ra tâm bệnh, phát điên, rồi chết dần chết mòn. Chị có thấy ngoài kia có bao nhiêu người bị điên hay không? Đôi khi họ điên thật đấy, nhưng mà cũng có khi họ bị người ta bỏ bùa ngài mà phát điên. Nhật Ý nghe hoảng sợ trong lòng, hai mắt cô long lanh như sắp khóc, lại bảo, vậy có cách nào để biết được ai là người hạ chú tôi không? Ngọc Khang lấy trong người ra một cái túi thơm đưa cho Nhật Ý. Trong đây là hỗn hợp chua sa và 9 loại thảo mộc được thầy tôi điều chế. Ngày mai đi làm, chị đeo nó bên người, sau đó tìm cách tiếp cận chị Viên và lão giám đốc. Nếu người nào hạ chú chị, khi người thấy mùi hương này, họ sẽ có một vài biểu hiện bất thường như chóng mặt, buồn nôn. Khi xác định được đối tượng rồi, chị cần lấy cớ gì đó khiến cho họ bị thương, rồi lấy khăn giấy lau máu cho họ. Đem khăn giấy dính máu về đây, tôi sẽ giúp chị giải ấn chú. Nhưng mà tôi nói trước, tôi không biết bản thân có đủ tài phép để giúp chị hay không. Nếu mà tôi không làm được, chị phải mất công đi với tôi một chuyến lên núi Vu. Thầy tôi ở trên đó, ông ấy là người rất giỏi, có thể giúp cho chị. Nhật Ý cảm thấy Ngọc Khang là người rất tốt, vì thế trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm kích. Thấy người ta giúp mình nhiều như vậy, cô bảo hắn ngồi trên ghế, bản thân đi vào trong gian bếp, đeo tạp dề lên, nấu mấy món đơn giản, giữ hắn ở lại ăn cơm trưa. Bởi vì Ngọc Khang có rất nhiều việc, thế nên ăn trưa xong hắn đã vội vã rời khỏi căn hộ của Nhật Ý. Tới chiều cơn sốt lại kéo đến, khiến cô lại một lần nữa phải lên giường nằm ngủ. Bởi vì có cái bùa Khang cho nên cô yên tâm lắm. Chờ sang ngày mai tìm được người hạ chú rồi, cô cho rằng bản thân sẽ được an toàn. Nhật Ý thay một chiếc váy 2 giây cho thoải mái, rồi lên giường nằm mê man cho đến khi tối mịt mới tỉnh dậy. Căn phòng bao phủ một màu đen, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chờ đến khi mắt quen dần với bóng tối, cô mới thấy rõ mọi thứ thông qua ánh đèn đường hắt qua khe hở của tấm rèm cửa sổ. Cổ họng khát khô, cô xuống dưới giường, xỏ chân vào trong dép đi ra tủ lạnh lấy nước. Bỗng điện thoại kêu lên, người gọi đến là mẹ của cô. Nhật Ý thở dài bắt máy, giọng nói lại khàn đặc. Alo, con nghe đây mẹ. Mẹ cô quan tâm rồi hỏi, ủa, giọng mà sao thế, bệnh hả con? Nhật Ý ngoan ngoãn, dạ con bị cảm một xíu. Ờ, thế chuyện hôm bữa mẹ nói với con sao rồi, có vay được ngân hàng hay không? Lúc bà Loan hỏi bệnh hả con, Nhật Ý cứ ngỡ bà sẽ quan tâm hỏi han sức khỏe của mình, không ngờ chủ đề vẫn là tiền. Hiện tại bản thân đang mệt mỏi, lại còn dính díu đến ấn chú nguy hiểm đến tính mạng, cô làm gì có tâm trí để quan tâm đến người chị phá của mình. Cô cứng rắn mà trả lời, mẹ, chị Tuyết vẫn còn căn nhà với miếng đất sấy. Mẹ bảo chị ấy đem nhà cửa mà đi vay. Nợ này do chị ấy đỏ đen mà ra, chị ấy phải tự chịu chứ. Con chẳng có tài sản gì hết, công việc thì biết có thuận lợi mãi hay không. Chị ấy vẫn có khả năng trả nợ, mẹ bảo chị ấy tự trả đi. Con nói rồi,
Nếu mà làm ăn thua lỗ, con sẽ ráng giúp. Nhưng từ trước tới nay, bao nhiêu lần chị ấy lơ lề cờ bạc, càng giúp lại càng không có điểm dừng. Con không giúp nữa đâu. Bà Loan nghe vậy lại bắt đầu sổ lông nhím. Trời ơi, ra đây mà xem. Nhà này đúng là vô phúc khi có một đứa con gái máu lạnh như vậy. Chị nó sắp bị giang hồ chặt tay rồi, nó lại không quan tâm. Trời ơi là trời, sao mày máu lạnh vậy hả con? Tao thật sự hối hận vì đã sinh ra mày. Tiếp sau đó, một đống ôn từ oán thán của bà Loan dành cho Nhật Ý. Cô say chán để mệt mỏi, cầm cốc nước tới sofa, chờ bà Loan nói mệt xé từ cúp máy. Vừa quay đầu lại, Nhật Ý hoảng hốt hét lên một tiếng khi nhìn thấy trên ghế sofa có một bóng người đang ngồi. Cốc nước trên tay cô rơi xuống vỡ tan tành. Cô không ngờ rằng cô gái mặc váy caro trắng đen kia lại xuất hiện trên nhà mình thêm một lần nữa. Cô đưa tay sờ lên cổ, cái bùa ngọc khang cho cô đã không còn ở đấy. Có lẽ trong khi ngủ, cô cảm thấy vướng víu nên đã tháo nó ra trong vô thức. Cô gái mặc váy caro kia từ từ đứng dậy, Nhật Ý hoảng hốt giẫm lên mảnh vỡ thủy tinh, chạy vào trong phòng ngủ để tìm cái bùa. Giờ này cô chỉ hy vọng tìm thấy nó để bản thân vượt qua nỗi ám ảnh đêm nay. Nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó níu chân cô lại, khiến cho cô vấp ngã sóng xoài trước cửa phòng. Hơi lạnh bắt đầu bao trùm lên khắp căn phòng, Nhật Ý thấy toàn thân bất động. Cô cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo đang di chuyển từ bắp chân lên đến đùi, rồi lên đến lưng của mình. Sau đó điểm đến cuối cùng là da đầu của cô. Nhật Ý cố gắng vùng vẫy la hét cầu cứu, nhưng vẫn như đêm qua, không có bất kỳ ai nghe được tiếng động trong căn hộ chưa tới 40m2 này. Không biết trải qua bao lâu, da đầu Nhật Ý bị cào cấu, hành hạ đau đến tê tái. Bấy giờ cô mới hiểu về sao Ngọc Khang nói người bị hạ ấn chú sẽ phát điên. Nếu cô liên tục bị hành hạ như thế này, e rằng bản thân cô cũng sẽ phát điên mất. Bỗng nhiên cô thấy cửa nhà mình bị liên tục ai đó đập mạnh. Qua một lát, cánh cửa mở bung. Nhật Ý cố gắng quay đầu lại nhìn, nhưng khi cô chưa kịp nhìn mặt người kia đã được đỡ dậy, một giọng nói âm trầm ấm áp vang lên. Chị ổn chứ? Là Ngọc Khang. Vậy sao hắn lại biết cô đang gặp nạn mà đến đúng lúc như vậy? Nhật Ý mừng đến chảy cả nước mắt. Ngọc Khang nhìn thấy lòng bàn chân cô chảy đầy máu, bế cô lên ghế, sau đó cầm chân cô mà quan sát, thấy trong đó có vài mảnh vụn thủy tinh. Nhìn cốc nước bị vỡ tan tành trên nền nhà, hắn đã hiểu sơ qua mọi chuyện. Hắn cẩn thận mang một thau nước tới, vệ sinh vết máu sạch sẽ, gắp những mảnh thủy tinh ra cho cô, sau đó dùng bạc găng lại, cầm máu. Những mảnh thủy tinh tuy sắc bén gây ra chảy máu, nhưng chỉ là mảnh vụn nên vết thương không sâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài tiếng có thể đi lại bình thường. Nhật Ý mà dù muốn tự mình làm mọi chuyện, nhưng lúc này sức lực toàn thân gần như đã mất sạch. Cô chỉ biết nhìn Ngọc Khang đang chăm sóc cho mình. Không biết qua bao lâu, chưa có một ai ân cần với cô đến như vậy, tự nhiên trong lòng cảm thấy xúc động lạ thường. Sau khi xong xuôi, Ngọc Khang mới thu dọn mảnh vỡ trên nền nhà sạch sẽ, xác định không còn sót mảnh thủy tinh nào nữa, hắn mới quay lại ngồi xuống ghế. Chị ổn chứ? Nhật Ý gật gật đầu rồi lại lắc lắc. Ban nãy cô đã kiểm tra da đầu của mình, tuy cô có cảm giác da đầu bị cô gái kia cào gấu xé rách ra tưởng mạng, nhưng thực tế nó vẫn hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ một vết thương nào. Cô lại hỏi, sao cậu biết tôi đang gặp chuyện mà chạy đến cứu? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ngọc Khang thản nhiên, tôi đoán thế nào cũng xảy ra chuyện, nên trưa nay trước khi rời đi đã để lại trong nhà chị một con âm binh. Chính nó đã báo cho tôi mới chạy đến cho kịp. Nhật Ý sờ sờ lên cổ, hắn lại bảo, xin lỗi cậu, cậu kêu tôi đeo bùa 24/24, mà có lẽ trong lúc ngủ tôi vô thức tháo nó ra mất rồi. Ngọc Khang không trách móc gì cả. Vị trí ăn ngồi hơi xéo so với Nhật Ý. Bất chợt hắn nhìn thấy trên vai cô có thứ gì đó, bèn nhào tới quan sát cho thật kỹ. Nhật Ý bất ngờ bị chạm vào vai, hơi hốt hoảng đẩy vội Ngọc Khang ra, nhưng hắn lại gằn giọng, chị ngồi im một chút đi, tôi không có làm gì đâu,
Đúng là Ngọc Khang không làm gì thật, chỉ nắm lấy vai cô thôi. Nhật ý bình tĩnh mà ngồi yên. Quan sát đủ rồi, Ngọc Khang về lại vị trí cũ. Hoa Mai Đỏ, đúng là người hạ chú chị, rất độc ác đấy. Nhật ý nghe xong lại nhíu mày. Ý cậu là sao? Chị có hình xăm Hoa Mai Đỏ trên người vào lúc nào? Nhật ý nhớ đến buổi sinh nhật hôm đó trả lời. Không nhầm, là buổi tối sinh nhật hôm đó, mọi người góp tiền tổ chức tiệc trong quán karaoke. Cậu biết trong quán karaoke thì đèn đóm chớp nháy với ồn ào như thế nào rồi đấy. Một đám người trẻ tuổi hò hét nhảy múa. Tôi nghĩ có ai đó đã dán hình xăm giả này lên người tôi kể từ khi đấy. Ngọc Khang đột nhiên hỏi một câu ngoại lệ. Bình thường chị có mặc áo hai dây không? Nhật ý lắc đầu. Không, mỗi khi đi làm tôi sẽ mặc đồ công sở, chưa bao giờ mặc váy hai dây trước mặt mọi người. Chỉ là chiếc váy hôm đó chị Viên tặng rất đẹp, chị hy vọng tôi mặc vào hôm đó nên tôi mới phá lệ. Ngọc Khang nhếch mép. Khỏi cần điều tra, tôi biết người hại chị là ai rồi. Nhật ý mở to mắt. Là ai? Ngọc Khang nghe xong thong thả. Hoa Mai Đỏ là một loài ấn chú cao cấp trong việc điều khiển lệ quỷ hại người. Người bị trúng ấn Hoa Mai Đỏ giỏi lắm chỉ sống được nửa năm nếu không phá giải. Đặc biệt ấn Hoa Mai phải được đóng lên vai mới có tác dụng, bởi vì đôi vai là nơi chịu sức nặng của mọi vật trên đời. Mỗi khi đôi vai bị Hoa Mai Đỏ phong ấn, tất cả tai họa sẽ đổ dồn lên đôi vai của chị, khiến cho chị không chịu nổi mà kiệt sức. Bình thường chị toàn mặc đồ công sở kín đáo, người kia không thể nào ra tay. Cho đến khi dù đợt chị mặc chiếc váy hở vai, lợi dụng không gian hỗn loạn, người kia mới dễ dàng mà ra tay. Không ai khác, chính là chị Viên. Nhật ý giận mình đưa tay sờ sờ lên vai. Ban đầu cô cứ ngỡ đây chỉ là một trò đùa của đồng nghiệp trẻ, không ngờ lại là một âm mưu thâm độc. Cô thấy suy luận của Ngọc Khang rất có cơ sở, bèn hạ giọng nói nhỏ. Tôi không ngờ chị ấy lại thù hằn tôi lâu như vậy. Không nhận trong công việc chị ấy hoàn thành rất xuất sắc, nhưng khả năng lãnh đạo có thể còn yếu kém, cho nên mọi người mới tin tưởng mà bầu cho tôi. Thay vì cố gắng cải thiện bản thân, chị ấy lại muốn hại chết tôi để ngồi vào trong vị trí đấy. Đúng là nhẫn tâm. Ngọc Khang nghe xong trầm ngâm. Sáng mai chị cứ đi làm như bình thường, sau đó như tôi dặn, tìm cách lấy máu của chị ta về đây. Tôi sẽ thử giải bùa xem có được hay không. Nếu như mà không được, chúng ta lên núi Vu tìm thầy tôi. Đêm đó lo sợ xảy ra chuyện, Ngọc Khang đã ở lại căn hộ của Nhật ý, nằm trên sofa ngủ một đêm. Còn cô đeo lại tấm bùa vào trong cổ, an ổn trải qua một đêm này. Hôm sau dù đầu óc còn choáng váng, nhưng vì muốn nhanh kết thúc việc này, Nhật ý vẫn đi làm như bình thường. Gương mặt tuy đã được trang điểm kỹ càng, nhưng thần sắc vẫn lộ ra mệt mỏi. Chị Viên làm cùng phòng với cô, nên khi thấy cô đẩy cửa vào, chị ta đã sốt sắng hỏi ngay. Ủa ý, khỏe chưa mà đi làm lại sớm vậy? Sao chị nhìn thấy sắc mặt của em hình như hơi xanh xao á? Nhật ý vẫn tỏ ra bình thường, lễ phép. Dạ, cũng chưa khỏe lắm đâu chị, nhưng mà công việc nhiều quá, em không giải quyết sợ là tổn động. Chị Viên cười sạn là. Ôi dạo, có gì cứ giao cho chị đến này, chị tăng ca giải quyết giúp cho. Chị em mình có cái gì mà ngại. Nhật ý biết chị Viên đang muốn chứng minh bản thân với những người đồng nghiệp khác, cô chỉ mỉm cười quay về chỗ cũ. Đợi một lát cô lại hỏi. Chị Viên ơi, qua đây em hỏi một chút, bản kế hoạch này hình như có vấn đề rồi. Chị Viên đang làm việc, nghe gọi thì đi tới, nhưng trong lòng không hề vui vẻ, bởi vì chị ta có cảm giác Nhật ý đang sai bảo mình. Chị ta luôn cho rằng cô ta có năng lực hơn, tuổi đời cũng hơn, làm nhân viên dưới quyền thật nhục nhã. Bởi thế chị ta trong lòng không hề phục. Lúc này tuy ngoài miệng tươi cười, nhưng trong lòng rất bực tức. Thế nhưng chị ta vẫn thầm đắc ý, vì ấn chú chị ta hạ trên người của Nhật ý đã bắt đầu có tác dụng. Chị ta chỉ cần kiên trì chờ đợi thêm một thời gian nữa, tất cả sẽ nằm trong tay của chị ta. Không những cái chức phó phòng, mà sau này chức trưởng phòng, rồi phó giám đốc, giám đốc, chị ta sẽ lần lượt đoạt từng vị trí. Mặc dù cái giá phải trả cho việc này không hề rẻ,
nhưng chị ta chấp nhận. Chị ta tin rằng đạo cao một thước, ma cao một trường, chị ta rồi sẽ tìm được cách giải nghiệp cho mình. Bởi vì chị ta đã nhìn thấy rất nhiều người sống ác, nhưng họ vẫn sống giàu sang sung sướng. Chị ta tin rằng mình cũng như vậy, chỉ có những kẻ hiền lành, thật thà mới khổ thôi. Nhật ý mở bản kế hoạch lên hỏi chỉ viên vài chỗ, chị ta giải đáp từng điểm một. Nhật ý lấy bút chỉ đánh dấu lên vài chỗ trên trang giấy. Lúc đang khoanh một khu vực, ngọn bút chỉ bị tỉ mảnh nên gãy ngang. Trong lúc nghe chỉ viên nói, Nhật ý dùng ra dọc giấy gọt bút chỉ. Mọi thứ vẫn bình thường, đột nhiên Nhật ý trượt tay, lưỡi dao lướt ngang qua cánh tay chỉ viên một cái, khiến cho chị ta giật mình. Bởi vì dao sắc nên chị ta chưa cảm nhận được đau đớn. Nhưng chỉ vài giây sau, chỗ da bị dao lướt qua tứa ra một dòng máu đỏ thẫm. Nhật ý hoảng hốt vội lấy khăn lau giấy thấm vết máu cho chị viên, miệng liên tục nói một lời xin lỗi. Chị viên liên tục nói không sao, nhưng trong lòng dần tính nghiến răng. Sau khi thu gom được mớ khăn giấy thấm máu, Nhật ý cũng không hỏi thêm về bản kế hoạch nữa, mà để cho chị viên về chỗ ngồi. Còn dặn dò chị ta nên đi tiêm uốn ván, cô sẽ thanh toán tiền tiêm ngừa. Kế hoạch thành công, Nhật ý báo ngay cho Ngọc Khang. Buổi tối khi cô về nhà, Khang đã chờ sẵn dưới sảnh chung cư. Hắn lại bảo: máu càng mới, tác dụng càng nhiều. Vốn nên gặp chị ngay trưa nay, nhưng mà không về kịp. Nhật ý thấy Khang nhiệt tình như vậy càng quý mến, cô đưa hắn lên trên nhà. Khang yêu cầu Nhật ý vào trong phòng riêng, đóng kín cửa trong đấy, cho dù nghe bất cứ âm thanh gì bên ngoài cũng không được ra. Nhật ý tin tưởng Ngọc Khang hoàn toàn nên gật đầu đồng ý. Cô đi vào trong phòng, đóng cửa lại mà chờ đợi. Bên ngoài, Khang bày lên bàn vài thứ gạo, nến, giấy tờ vàng mã, chỉ đỏ mà mình đã chuẩn bị từ trước. Hắn sau khi bày trần xong, đem đốt những tờ khăn giấy thấm máu của chị viên, rồi ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Cái chuông treo trên chỉ đỏ rung lên liên hồi, Khang nghe thấy nhưng không mở mắt. Càng đảo chú, mồ hôi trên trán càng tuôn ra ướt đẫm. Căn phòng đóng cửa kín mít, vậy mà từ đâu một luồng gió thổi lên mạnh mẽ, khiến cho các ngọn nến tắt ngúm, giấy tờ vàng mã bay lên tán loạn, chuông rung nghe muốn điếc tai. Nhật ý ở trong phòng đi qua đi lại sốt ruột lắm, nhưng sợ phá hỏng chuyện của Khang nên không dám ló đầu ra ngoài. Sau khi gió ngừng, Ngọc Khang mới mở mắt ra. Hắn thấy trước mặt mình là một cô gái khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc váy kẻ caro đen trắng. Khuôn mặt cô ta tái nhợt, đôi mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đi. Hắn đứng lên nhếch miệng cười rồi bảo: để xem lệ quỷ mạnh cỡ nào. Nữ quỷ vươn hai cánh tay dài ngoằng ra muốn tóm lấy Khang. Hắn ngay lập tức ném lá bùa về phía nữ quỷ, hét lớn: Hoa Phong Sơn, chu tà. Lá bùa ngay lập tức phóng về phía của nữ quỷ. Trong căn phòng chật chội vang lên từng tiếng xèo xèo như có thứ gì bị đốt cháy. Nữ quỷ trúng đòn đau, vội rụt tay lại, nhưng ả không sợ, tiếp tục xoay người lao tới tấn công Khang. Hắn né người tránh đòn, rồi lại tiếp tục vung một nắm gạo về phía nữ quỷ. Hai bên xông vào nhau bất phân thắng bại. Phía bên trong phòng ngủ, Nhật ý nghe toàn bộ những âm thanh loảng xoảng của đồ vật đổ vỡ, cũng nghe luôn cả tiếng gào rú đáng sợ của nữ quỷ lẫn tiếng đọc khẩu quyết của Ngọc Khang. Thỉnh thoảng cô nghe cả tiếng suýt xoa của Khang khi hắn bị trúng đòn đau. Cô nóng ruột nóng gan lắm, nhưng không thể nào ra ngoài ngay lúc này. Ước chừng qua 2 tiếng đồng hồ, mọi âm thanh mới im bặt. Nhật ý đi lui đi lại, cuối cùng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô giật thót mình, không biết người gõ là ai, là Ngọc Khang hay nữ quỷ kia. Thì bất chợt có một âm thanh cất lên: chị Nhật ý, xong rồi. Nhật ý vui mừng chạy ra mở cửa phòng. Đập vào mắt cô là một căn phòng bị phá nát tươm, tường gạch cũng rứt xẻo khắp nơi. May mắn âm thanh ma quái trong phòng này đã được Khang lập kết giới, nên những căn hộ xung quanh không nghe thấy động tĩnh. Còn Ngọc Khang cũng tơi tả không thua kém gì căn phòng. Quần áo hắn bị xé rách ra nhiều chỗ, cơ thể cũng lấm tấm máu đỏ. Hắn lại bảo: tưởng là không diệt được, nhưng vì ấn chú này mới hạ không lâu, lệ quỷ chưa hút được nhiều sinh khí của chị nên còn yếu lắm, tôi mới tiêu diệt được.
chứ chờ 2-3 tháng nữa tôi cũng bó tay. Nhật Ý lại lo lắng. Cậu bị thương có nặng hay không? Chúng ta đi bệnh viện liền đi. Ngọc Khan xua tay. Không sao đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi, chủ yếu là tôi kiệt sức. Chỉ cho tôi mượn giường nằm ngủ vài tiếng tôi sẽ tỉnh. Nhật Ý đâu có thể từ chối. Cô lật đật Diệu Khang đi vào giường. Hắn có vẻ đuối sức thật, vừa đặt mình lên giường đã ngủ say. Nhật Ý có nhiều câu muốn hỏi nhưng không thể làm phiền ngay lúc này. Cô tắt đèn đi ra ngoài dọn dẹp cái đống đổ nát ngoài kia. Hôm sau Ngọc Khang dậy rất sớm, Nhật Ý lại hỏi. Sau khi giải được ấn chú thì người hạ chú là chỉ viên, có phải sẽ bị ngải quật không? Ngọc Khang gật đầu đáp. Đúng vậy, nhưng mà cũng phải xem phước đức của chị ta ra sao. Nếu phước đức dày, còn lâu nghiệp mới quật được lên người chị ta. Còn nếu phước đức chị ta mỏng, sắp tới sẽ lãnh hậu quả rồi đấy. Nói chung, làm việc ác sẽ phải trả nghiệp thôi. Còn chị ăn ở thiện lương cứ yên tâm, chắc chắn sẽ an bình. Nhật Ý nhuyễn miệng mà cười. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được người ta chăm sóc bảo vệ. Cô ngượng ngùng rồi hỏi. Mà sao cậu tốt với tôi như vậy? Tôi biết làm nghề pháp sư các cậu đâu có giúp người không công. Thường thì tiền công khá là cao, mà mấy hôm nay tôi không nghe cậu đề cập đến tiền bạc gì hết. Khang lại cười. Sao mà tôi có thể lấy tiền của chị? Gia tình thuở nhỏ của chúng ta không đủ tốt hay sao mà tôi lại có thể lấy tiền của chị chứ? Nhật Ý nghe vậy thì mỉm cười, hai mắt chạm nhau, cả hai đều khẽ bối rối. Có lẽ từ lâu rồi trong trái tim của họ đã nảy sinh một thứ gì đó dành cho nhau, nhưng vì không ở gần, họ quên đi cái thứ tình cảm kia. Để đến bây giờ gặp lại, thứ tình cảm đó lại nhen nhóm lên. Sau hôm đó, hoa mai đỏ trên vai của Nhật Ý biến mất như tư tưởng xuất hiện. Cô cũng không còn thấy những điều kỳ gì nữa. Tuy vậy, Khang vẫn luôn dặn dò cô mang theo bùa bình an theo người, tránh vận xui xuôi. Cô đến công ty vẫn gặp chị Viên, chị ta vẫn bình thường. Không biết chị ta có biết ấn chú đã được xài hay chưa. Về như lời Khang nói, nếu phước đức chị ta xài, có thể rất lâu nữa chị ta mới bị báo ứng. Để hổ dọa chị ta một chút, lúc cả hai gặp nhau trong bể vệ sinh, Nhật Ý lại bảo. Chị Viên này, để em kể cho chị nghe một chuyện này, lạ lắm. Chị Viên bày ra khuôn mặt tươi cười rồi hỏi. Chuyện gì lạ hả em? Thì cái bữa sinh nhật, chị có nhớ không? Lúc về nhà ấy, em nhìn thấy trên vai của em có một hình xăm hoa mai đỏ. Chắc là đứa nào nghịch ngợm dán lên người của em mà em không biết. Mà lạ là cái, mỗi lần tắm, em kỳ cọ hoài mà không sạch á chị. Vậy mà hôm qua lúc em ngủ dậy, em thấy nó biến mất tiêu. Nói đến đây, Nhật Ý dừng lại, khẽ quan sát nét mặt của chị Viên. Đúng như cô dự đoán, nụ cười trên gương mặt chị ta khẽ cứng đờ lại. Nhưng ngay lập tức, chị ta tỏ ra rất bình thường rồi cười bảo. Đứa nào mà nghịch ngợm quá vậy? Ba cái hình xăm xả đó vài ngày là phai thôi, có gì đâu chứ. Nhật Ý cũng coi như không có chuyện gì. Cô cùng chị Viên đi vào trong văn phòng làm việc. Nhưng cả ngày hôm đó, cô thấy chị ta cứ nhấp nhổm không yên, tựa như bị kiến cắn. Hôm đó chị ta cũng xin về sớm hơn mọi ngày. Chuyện này rất lạ, vì chị ta là người rất nỗ lực trong công việc. Chị có ở lại làm thêm giờ, chứ làm gì có chuyện về sớm như hôm nay. Nhật Ý cũng chả thèm quan tâm. Cũng sau hôm đó, khi đóa hoa mai biến mất, Nhật Ý nhận được tin chị gái cô bán nhà trả nợ cho người ta, không còn gọi điện đòi cô gửi tiền nữa. Rốt cuộc gánh nặng trên vai cô cũng theo nhành hoa kia biến mất. Hôm đó chị Viên sau khi rời khỏi công ty chạy ngay đến nhà thầy bà đã giúp chị ta hạ ấn chú lên người của Nhật Ý. Chị ta nói cho bà thầy kia biết bông hoa mai đỏ đã biến mất, ấn chú đã được xài. Bà thầy nghe xong chỉ thản nhiên. Lúc hạ chú người ta, cô phải chuẩn bị tinh thần, ấn sẽ được xài chứ. Bây giờ lo lắng thì ích gì. Thôi, tô tâm tích đức đi, biết đâu sẽ giành được một chút công đức để nghiệp báo sau này đến nhẹ hơn. Chị Viên bây giờ mới biết sợ, chị xin bà thầy làm lễ giải nghiệp cho chị ta, nhưng bị bà thầy từ chối. Bà sợ nghiệp từ người chị sẽ chuyển sang cho mình. Chị Viên liên tục tìm các thầy bà, cuối cùng vẫn có người nhận, nhưng chi phí lên tới 100 triệu.
chị ta cắn răng mà đồng ý. Sau khi ông thầy làm lễ xong, chị ta rất yên tâm, trong bồn thầm nghĩ cứ hại người sau đó tìm người giải nghiệp là sao, lần sau chị ta sẽ cẩn thận hơn, tìm người cao tay hơn. Nhưng ý đồ của chị ta chưa kịp thực hiện thì một lần nọ trong quá trình làm việc, chị ta làm sai hợp đồng bên khách hàng yêu cầu, kết quả quá hạn, không có bản khác bù vào, công ty phải bồi thường hợp đồng cho khách hàng. Chị Viên phạm phải sai lầm lớn nên bị sa thải. Chị ta trong lòng ấm ức lắm nhưng không biết phải làm sao. Sau đó chồng chị ta đưa bộ nhí đã mang thai về nhà đòi ly hôn với chị ta. Bởi vì chị không có tài sản của cải gì nên bị đuổi ra khỏi nhà mà không được chia chác. Vừa mất việc xong lại mất chồng, chị Viên như muốn phát điên. Lúc này chị ta mới nhớ tới ông thầy Pháp. Lẽ nào nghiệp báo của chị ta tới rồi sao? Ông thầy Pháp kia đã lừa 100 triệu, vốn dĩ nào có xài được nghiệp đâu. Sau này nhận ý khi đã trở thành vợ chồng với Ngọc Khan rồi, trong một lần tình cờ nghe đồng nghiệp nói chuyện với nhau, chị Viên bây giờ khổ lắm. Chị ấy bị tai nạn giao thông, mất đi một cánh tay, năng suất làm việc giảm đi nhiều. Bây giờ tìm việc còn khó, chứ đừng nói làm ông này bà kia. Nhật ý thở dài, đúng là lưới trời tuy thưa mà khó lọt, làm ác sẽ gặp ác, gieo gió sẽ gặp bão mà thôi. Quý thính giả và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đã đi đến hồi kết. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Minh Tuyết được biết nhé. Và đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách theo dõi kênh, ấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo ngay khi chúng tôi vừa phát hành bộ truyện mới. Chúc quý thính giả và các bạn có một buổi tối thật vui vẻ. Hẹn gặp lại trong bộ truyện tiếp theo.